Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một món ăn rất là ngon cho bữa cơm gia đình của mình và lại rẻ tiền nữa các bạn. Và nguyên liệu là dễ tìm, đó là cái món trứng chiên nước mắm. Và nguyên liệu ngày hôm nay của mình á thì mình sẽ cần là 4 cái trứng gà như thế này. Các bạn cũng có thể mình sử dụng 4 cái trứng vịt đều được hết ha. Tiếp theo nữa là mình cần là một cái trái ớt sừng nè, một cái nhánh hành lá và 3 cái củ hành tím như thế này để cho cái món ăn của chúng ta nó thơm nó ngon hơn. Rồi tiếp theo nữa đây là những cái gia vị thì hôm nay mình cần là 1/3 muỗng cà phê tiêu nè, 1 muỗng canh tương ớt. Bạn nào không biết ăn ớt cay cay á thì các bạn không cho vào nhé. Rồi tiếp theo nữa là mình cần 2 muỗng canh đường nè các bạn, 3 muỗng canh nước mắm và đây là 5 muỗng canh nước lạnh. Và thêm vào đó nữa là mình cần dầu ăn để mình chế biến cái món ăn của mình. Và chỉ cần những thành phần rất là đơn giản như thế này, rất là rẻ tiền như thế này thì mình sẽ có một món ăn chung với bữa cơm gia đình của mình thiệt là ngon. Và bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình chế biến cái món ăn ngày hôm nay của mình. Và bây giờ đầu tiên là mình sẽ quậy lên một cái chén nước sốt ha. Mình đây là 5 cái muỗng canh nước lạnh các bạn. Mình cho 2 muỗng canh đường vào đây, 3 muỗng canh nước mắm ngon ha, 1 muỗng canh tương ớt và 1/3 muỗng cà phê tiêu. Mình sẽ quậy lên một cái chén nước sốt này để chút xíu mình chiên trứng xong thì mình sẽ bắt đầu mình cho vào mình thử lên để cho nó sôi lên, rồi sau đó mình sẽ cho trứng vào. Mình sẽ rim cái lửa vừa để cho cái nước nó rút vào trong cái trứng của mình đó các bạn, rất là ngon luôn. Rồi mình quậy như thế này, mình để qua nó qua một bên ha. Rồi tiếp theo là cái củ hành tím này là các bạn, 3 củ. Mình sẽ cắt nó ra, mình cắt lát ra ha. Hành lá này nè các bạn, mình sẽ cắt cái phần xanh, mình trừ cái phần gốc lại nha. Phần xanh này á thì mình sẽ cắt nó nhỏ ra. Mình sẽ cho nó qua dĩa nè. Hành tím cũng vậy luôn các bạn. Rồi cái gốc hành trắng này các bạn, mình sẽ đập dập và mình sẽ băm cho nó nhỏ ra. Để chút xíu mình khử lên đó các bạn, cho nó thơm. Rồi mình cho nó qua một bên luôn. Tiếp theo là cái trái ớt sừng này nè, mình sẽ cắt lát nửa trái ha. Rồi mình để nó qua một bên nè. Còn nửa trái này thì mình sẽ băm cho nó nhỏ ra. Rồi mình cũng đã băm cho nó nhỏ ra nè các bạn. Mình cho nó qua dĩa cái bên như thế này. Như vậy là mình đã sơ chế những cái nguyên liệu xong rồi. Bây giờ mình qua bếp bắt đầu mình chiên cái trứng của mình lên. Và bây giờ mình sẽ bắt một cái chảo lên bếp ha. Mình mở lửa lên để cho cái chảo của mình nó nóng lên đó các bạn. Sau đó mình sẽ cho dầu ăn vào đây để mình chiên trứng của mình. Mình sẽ chiên trứng ốp la ha. Và khi dầu nóng các bạn, mình sẽ đập trứng, mình cho trứng nó vào ha. Rồi
sẽ chở trứng đây các bạn. Cho nó qua đĩa cái bên. Và bây giờ mình sẽ chừa lại khoảng một muỗng canh dầu ăn còn lại trong cái chảo này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ cho gốc hành trắng hồi nãy mình băm nhỏ đó các bạn, cùng ớt ha, cùng phân nửa số hành tím nè các bạn, mình cho phân nửa vào. Xào lên cho nó thơm. Khi mà hành ớt của mình nó thơm rồi đó các bạn, mình sẽ cho cái chén mắm sốt hồi nãy mình quậy sẵn á, mình cho vào, mình nấu cho nó sôi lên ha. Khi mà nước nó sôi lên rồi đó các bạn, bây giờ mình sẽ cho từng cái trứng của mình vào. Mình sẽ nấu ha, để cho cái nước của nó sót nha các bạn, nó sẽ rút vào trong cái trứng của mình. Và bây giờ các bạn nêm lại coi cái nước sót này nè, nó vừa khẩu vị của các bạn chưa. Mình thì mình kho này, mình sẽ chừa lại một chút xíu nước như thế này để mình chấm rau, chấm dưa leo, salad đó các bạn, ăn với cơm rất là ngon. Bây giờ tiếp theo nữa là mình sẽ cho cái phần mà hành tím hồi nãy mình còn lại phần nữa các bạn, mình sẽ cho nó vào đây. Rồi mình cũng sẽ cho ớt hồi nãy mình cắt mình khoanh nè các bạn, mình cho nó vào luôn ha. Rồi mình sẽ cho hành lá vào nè. Rồi bây giờ mình sẽ bắt xuống bếp và mình sẽ thưởng thức liền cái món ăn của mình ngày hôm nay. Và như vậy là cái món mà trứng chiên nước mắm của mình cũng đã xong rồi nè các bạn. Sau khi mình làm xong á, mình cho nó sẽ ra dĩa nè, mình sẽ ăn chung với cơm á các bạn, rất là ngon luôn. Và cái món này nè các bạn, mình chỉ cần 4 quả trứng rất là rẻ tiền mà mình lại có một cái món ăn mặn mặn kèm vào dưa leo salad, ăn với cơm trắng thì còn gì bằng nữa các bạn, rất là ngon luôn. Nếu như các bạn nào mà thích cái món trứng chiên nước mắm ngày hôm nay giống mình đó, thì các bạn có thể vào bếp và làm theo cách chia sẻ của mình để các bạn có một cái món trứng chiên nước mắm thiệt là ngon cho bữa cơm gia đình của mình nhé. Mình chúc các bạn làm thành công.